Kính thưa quý vị, hôm nay Lâm đang đứng ở trước cầu sắt mà bắc qua kinh Zero nè quý vị. Hôm nay Lâm sẽ quay cái kinh Zero nhé quý vị, để quý vị xem các nét thay đổi ở kinh Zero như thế nào nhé. Tăng Hiệp thì làm có các xã sau. Thứ nhất, nếu mà chúng ta đi từ dưới Gạch Giá đi lên thành phố Cần Thơ đó quý vị, thì chúng ta sẽ gặp đi trên quốc lộ 80 thì chúng ta sẽ gặp xã Thanh Trị trước. Thanh Trị còn Thanh Trị rồi chúng ta sẽ tới Thành Đông A, Thành Đông và thị trấn, và Thành Đông B thì nó nằm ở phía sau thị trấn. Đó là dọc quốc lộ 80 mà hướng bên tay phải. Còn bên tay trái thì chúng ta sẽ gặp xã Tân Hiệp A. Ở sau Tân Hiệp A đó là Tân Thành, và kế Tân Thành là Tân Hội. Tiếp theo đó là xã Tân Hiệp B và xã Tân Hòa và Tân Thành. Thì nó gồm các xã trên. Thì riêng ở đây thì chúng ta sẽ gặp các kinh như bắt đầu từ kinh Zero chúng ta hướng điếm ngược lại từ Cần Thơ xuống Gạch Giá. Kinh Zero là cái kinh qua cầu sắt là ngay thị trấn Tân Hiệp đó quý vị, thì kinh Zero rồi mới bắt đầu nó là hình chữ U nha quý vị. Rồi tới lại kinh một thì nó hướng về phía Gạch Giá, rồi tới kinh 2, rồi tới kinh 3, kinh 4, kinh 5 thì dọc theo hướng từ nó là ở bên này xong, có nghĩa là qua cặp quốc lộ 80 có con sông á, thì nó nằm ở bên kia sông á, là từ kinh Zero rồi kinh 1, kinh 2, kinh 3, kinh 4, kinh 5. Thì ở đây là nó thuộc hai xã là xã Tân Hiệp B. Xã Tân Hiệp B và xã Tân Hiệp A thì nó là kinh từ kinh Zero đến kinh 5. Rồi từ kinh 5 mà chúng ta đổ ngược về hướng từ Gạch Giá thì Cần Thơ mà ở nằm ở trên quốc lộ 80 á thì nó là kinh 5, và kinh 6 thì nó kế kinh 5 mà hướng về Dòng Ghiền. Còn kinh 7, kinh 8, kinh 9, kinh 10 thì nó nằm ở hướng là cùng dọc với quốc lộ 80. Thì kinh Zero là còn gọi là kinh này thì nó nối liền giữa nó là đi qua các xã như là xã Tân Hiệp B nè, rồi dưới xã Tân Hòa đó quý vị, rồi xã Tân Thành luôn. Lâm đang đi là bên hướng bên tay trái đó quý vị, còn bên tay phải của con sông á thì cái đường nó hơi đường chỉ tráng bê tông thôi, nó không có được đẹp bằng như ở bên đây. Bên đây là tráng nhựa nên đường ở bên bên đây sông nó sẽ dễ dàng hơn. Lâm đang hướng là về từ Tân Hiệp á mà về Tân Thành, nguyên xã Tân Thành, từ huyện Tân Hiệp, từ thị trấn Tân Hiệp về xã Tân Thành đó quý vị, là theo hướng An Giang á. Thì kinh Zero này là cái trục ngang nè quý vị.
hai bên bờ kinh đó, thì Lâm đang thấy là đang đổ lên đất đó. Những cái con săn săn múc đó, nó múc lên đang đổ đất sang hai bên bờ kinh. Một chút nó là chạy được một quãng thì sẽ tới kinh Đồng Dông đó quý vị. Thì kinh Đồng Dông thì nó có hai con kinh, một là kinh Đồng Dông ở bên quốc lộ 80 và kinh Đồng Dông ở bên quốc lộ nó song song với nhau, rồi đều là kinh Đồng Dông hết. Đây là ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, Tân Hiệp B nữa quý vị. Ở đây thì vào mùa lúa rồi, lúa đã tương đối hơn 10 ngày rồi quý vị. Đây là trường tiểu học Tân Hòa 2. Cái bờ kè thì cũng đang được làm nè quý vị. Đây là giáo xứ Quynh Sơn quý vị. Giờ này thì hơn 3 giờ một chút rồi quý vị. Nắng đẹp hơn.
cái này quán thuộc ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp B, huyện Tân Hiệp đó quý vị. Ở Tân Hiệp nổi tiếng với rượu và chả lụa. Rượu kinh năm nè quý vị. Một bác đang đúng che rồi. Cái cầu rất là chắc, được bê tông quá toàn bộ nè quý vị. Đây là giáo xứ Tân Thuận. À, cái này mình qua ấp Tân Hòa A rồi quý vị. Bà con đang đốn những cái tre nữa. Em nó đang đi học về. Ở đây làm quan sát đó, thì cũng có một số hộ trồng vú sữa vậy. Ở ngoài kia thì rất là nhiều vú sữa. Dọc kênh ở bên bên sông mà có quốc lộ 80 á. Dạ. Đây là cầu Lòng Dông nè quý vị. Con kênh Lòng Dông thì nó song song với quốc lộ 80 á quý vị.
đây là chúng ta đã hết địa phận của huyện, của xã Tân Hiệp B rồi. Bây giờ chúng ta vô xã Tân Hòa nè quý vị. Kinh Zaro hay còn gọi là kinh không. Một lần đây là giáo xứ Hiệp Hòa quý vị. Đây là thuộc ấp Tân Hòa, xã Tân Hòa luôn quý vị. Mặc dù quý vị thấy đứng gió vậy nhưng mà không có đến nỗi là nắng lắm. Đây là trường mẫu giáo Tân Hòa. Để ý thấy là các cô bác đang bơm nước cho ruộng đó quý vị.
ở đây không biết là dục đất lên hai bên bờ kinh là không biết là để tôn tạo kinh, nhưng mà Lâm để ý thấy là nhiều bà con như là để đất ra tôn nền nhà và tôn rất đầm phá của người dân, chứ không phải là để mà làm cái đường đâu quý vị. Đây là giáo xứ Hiệp Tâm nè quý vị. Đẹp quá nè. Bác ơi, cho con phỏng vấn nhỏ cái. Ủa cái này là mình để đổ nền nhà thôi chứ đâu có phải là làm cái lộ đâu phải không bác? Cái này bên này nó đào sông để trên này cho bà con thu dẹp trong đợt sau này trở lên lần nữa. À đất dạ. Này thì người ta mướn. À ai dạ. Chợ, mướn ai không mướn chở nhà. À dạ. Chở nhà để cắp ba cái thổ đó. Dạ. Dạ. Tại con đi dọc cái kinh này con quay cái kinh. Dạ. Con cảm ơn bác. Vâng. Dạ. Ở đây mình chủ yếu là làm nông nghiệp hả bác? Đa số làm ruộng đó. À dạ. Không à, chứ không có công ty vào đây chẳng có người làm, không có việc làm nữa thì dạ. Làm ruộng về chơi vậy thôi. Ủa mà sao con thấy con chạy ngang kinh mà sao con thấy nhà vắng quá hả? Đang đi làm hết hay đang là? Đi ra đồng gặm lúa đấy. À dạ. Ủa bác ơi, cái ruộng này là của mình là được bao nhiêu ngày vậy hả? Cái này mới được có một tháng à. À một tháng thôi hả? À dạ. Mới đã phân được hai. Ở đây mình có làm vụ ba không bác? Có làm vụ ba đấy. À có làm vụ ba. Được rồi trúng không bác? Cũng công cũng được tấn tấn ngoài vậy. Về à dạ. Ông trúng là nó ông thấp thì không được tấn nữa. À. Nó ăn thua dạ. Được người trăm. Dạ. Vậy là vụ rồi tính ra nếu vậy là có lợi nhuận không bác? Đó ông nào mà trúng thì cũng lời được 1 triệu một công. Dạ, còn không trúng. Chỉ 500 à. Vì lúa nó quá rẻ đi. Dân chỉ có dân nằm ruộng này là chỉ có chết thôi, chứ vì chi tiêu thì nó cũng bằng người ta đáng chứ rồi đóng góp trên lại kia mà lúa đâu có được giá, cho nên cấy nên lúa thì chi phí phân do thuốc thang thì nó nhiều mà thu hoạch không được bao nhiêu, kể là nó đừng tấn trên tấn nhưng mà lúa nó rẻ quá thì cứ nằm ngày nào thì ăn ngày đó thôi. Con đừng quay bác. Ủa mà bác. À, nếu vậy là mình đâu có được bao tiêu sản phẩm gì hả bác? Cái này nó không có bao tiêu đâu, bây giờ là bên thuốc sâu á. Dạ. Cái bên đấy là mình mua người ta, mùa này mua xong rồi mùa sau trả tiền đó, cứ luân chuyển như vậy đó. À. Thì ai có tiền mặt thì có, mà không có thì cứ mua thiếu như vậy, thì cứ cắt mùa này trả mùa trước. Dạ. Bây giờ cái dân chúng đây tiền mặt thì ít lắm. Dạ. Vì lúa nó không có giá nữa. Ruộng nó vất vả lắm, bây giờ các con tôi đi công ty hết để cho hai vợ chồng già ở nhà, có đứa nào ở nhà đâu.
Vậy là tự bắt phải tự làm hết vậy đó tự hả? Làm mới nuôi sống rồi một mình em nữa. Dạ. Là mấy 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 anh chị là đi làm hãng hết hay là đi, đi làm công ty đó? À dạ. Vậy cũng khỏe hơn chứ. Công ty thì nó có công ăn việc làm đều, nhưng mà cái sinh hoạt đó thì nó cũng sung sướng hơn là làm việc. Có đồng tiền chi trả hơn. Dạ. Rồi. Con cảm ơn bác. Vâng. Dạ. Thôi cảm ơn anh dạ. Nhé. Dạ. Con chạy hết kinh này. Ủa mà hết kinh này còn xa không bác hả? Đây là cây số 8 này nè. À số 8. Đây là 12 cây. À vậy là còn qua cái cầu 600 là Tân Hội. À dạ. Quay tivi nên là có chú sao mà nói xin nhà nước cho cái giá lúa nó cao cho dân nó đỡ khổ một chút đi. Dạ. Bây giờ phân thì cao, rồi lúa thì rẻ. Vậy là mình xuất khẩu không được hả bác ha? Không, nó cũng xuất khẩu nhưng mà nó ém giá, ba cái thương buôn ém giá đó. Dạ. Rồi mình thì bắt buộc mình phải bán, ăn thì không có hết rồi. Dạ. Ồ khó. Làm một mùa đó ăn cả năm ấy, nếu mà không bán. Còn dạ. Mình bán đang mà chi phí tiền phân, tiền thuốc, rồi tiền cày, tiền bừa. Chẳng hả? Còn gì nữa, công thì lời được 1 triệu bạc. Dạ. Rồi con cảm ơn bác. Rồi dạ. Con đi luôn bác ạ. Vâng ạ, cảm ơn anh. Dạ. Bốn cây nó mới vậy thì hết cái kinh zero rồi. Nhà thờ vô nhiễm nè quý vị. Trường tiểu học Tăng Hòa 2. Wow.
Châu rồi quý vị. Dịch chạy đồng đây là sáng đang cạp đây quý vị, cua ba chứ không có phải là sáng rồi. Rồi vừa đi hết xã Tân Hòa B rồi đó quý vị, còn một chút nữa thôi thì nó sẽ hết luôn xã Tân Hòa B. Rồi sẽ qua xã Tân Thành. Đây là cầu kinh 600 này quý vị. Lúa đã hơn 30 ngày tuổi rồi. Đây là những trái dược hay trái bụi chuối ở đây là chuối sim nó quý vị. Đây là chặt dừa rồi. Trước mặt đó là kinh Thoại Thoại Hầu đó quý vị, hay kinh Thoại Hà. Rồi chúng ta vừa đi hết xong kinh Zero rồi đó quý vị. Đây là đường về Gạch Giá. Rồi xin cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại ở các video tiếp theo nhé.